chó con của Siro, con đực dây nâu nhạt, lần đầu được ra bên ngoài. Một tí là nó đã quen rồi. Ra đây nào. Tí thì là nó quen ngay. Đực dây nâu nhạt, khung người là rất cân đối. Rồi. Nhìn cái màu mảng ở cái ngoài cái ánh sáng bình thường cháy khét luôn. Lần đầu buộc cột nó vào một chỗ cho nên nó đang phản ứng với lại cái dây. Đây. 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 Ra đây. Đây, nằm mặt này. Quá xinh luôn. Thái độ rất là gấu. Giật bung được cái dây ra rồi. Rồi, chạy lăng xăng đi. À, quen dây nhanh. Chóng mặt quá. Không thấy giật mình xe cộ gì cả. Ngồi yên đấy để anh quay tí nào. Đang vướng cái dây cỏ. Hôm nay thì trời nóng quá. Cún ra ngồi không cũng thở. Nhìn cái khung người của nó. Con nào đấy? Con nào trong video đây? Làm trò gì? Đây này, cô bạn này. Cô bạn ở trong trong TV này, có một đứa này, nhìn thấy không? Ra đây. Xích đây. Vòng một vòng á hả? Khung người. Con này là con dây nâu nhạt. Nói là nó chúng nó dạng ra một tí là cho nó quen ngay rồi. Đây, lúc này nó mới đủ sang. Vừa này quay ngược lại vào bên trong. Quay mặt đâu? Mặt em đâu? Mặt đâu? Sổ. Đây. Ok, đứa nào đây? Đó. Ra ngoài là cứ sát chân chủ nó đi. Đấy. Không dùng dây nhưng mà không cần kéo dây. Chủ đi đâu chó đi đấy. Lần đầu tiên dùng dây đó. Đấy. Mọi người mà lần đầu tiên mà dắt chó, dùng dây dắt chó mà nó chưa quen dây đấy thì cứ lỏng dây thôi, đừng có giật. Cầm cái dây và để con chó nó tự chạy theo, thỉnh thoảng nhấc nhấc cái dây để nhắc nó thôi thì con chó nó không cuống. Ừ.
làm yên đấy đi. À. À, nhờ người giữ dây đang thì phản đối, muốn ra gần chủ. Phản ứng lại cái dây. Đứng yên đấy, anh quay ngắm tí. Đó. Nhìn mặt nhưng mà đang lưỡi đang khè lắm. Mặt nó không gọi là theo kiểu là tập trung như bình thường được. Yên đấy nha, giữ yên đấy nha, để anh đi xa tí xem nào. À đây đang có bạn phóc sóc với bạn poodle và làm quen. Xem thái độ thế nào. Ê, quay mặt đi. Đi hai đứa. Thôi đi về đi. Không thích làm quen. À. Rồi các bạn đi rồi. Không thích làm quen với hai bạn đấy à? Nè, thôi đi vào đi. Đi. Đi vào đây. Vào đây. Cong đít phi vào ngồi chỗ nào rồi nhỉ? Ngồi đây sợ có cái dây điện. Ê sang bên này đi. Đi, sang đây. Lại sang ngồi ở chỗ cũ vậy. Đây. Tiến lên. Đi thẳng. Đúng rồi. Ra đây ngồi một mình một chỗ. Ok. Này buộc ở đây thì lại hơi nắng nhỉ. Chỗ buộc mọi khi đây nhưng mà lại hơi nắng. Được. Nào. Ra hít ngửi cây cối đi. Qua đi tè đi, tè đi. Nào. Đấy. Bỏ dây nha. Không cần dây, xem thái độ nào. Loanh quanh tìm hiểu đi. Ok. Nắng quá nhỉ, để anh lấy cho ít nước uống nhá. Mọi người thấy đẹp dài không? Đẹp dài và phải nói là rất dạn chó luôn. Dạn chó nhanh. Một tí thôi nó đã ra là ngoài lần đầu tiên. Một tí thôi là nó đã tự tin, nó tìm hiểu này kia rồi. Chưa quen cái dây xích thì hơi phản ứng cái dây xích một tí thôi, nhưng cũng không phản ứng kịch liệt đâu. Vì chủ ngồi gần. Đấy. Quá đẹp luôn. Ê, em đực dây nâu. Nào, xích cái đây. Xích ra đây để anh quay nào. Tiện cho nó ra ngoài chơi một tí. Quay video cho mọi người ngắm. Hôm nay thì trời nóng áp thấp nhiệt đới 40 độ Hà Nội. Rất nóng. Chân to như cột đình. Rồi. Chờ tí lấy nước cho em nha, tí lấy nước uống. Bọn này bây giờ này lông của nó này, nhìn thế này, toàn lông tơ thôi. Nó toàn lông tơ. Chưa có à? Hóng ra đường. Ra ngắm cây ngắm cỏ. Có đây đấy đi tè thì ra tè tè đấy đi. Nền đất đấy. Nền đất đấy, có tè thì tè đi. Tè đấy là đẹp rồi. Ra dứt cái lá cây à? Dứt cái lá cây nghịch à?
Úi sổ, vừa ra tí nó đã quả đầu xuống dưới đất rồi. Bụi mù đầu kìa. Đây, nhìn được cái khung của nó này. Đấy, nước đấy. Nước không thèm uống à? Giữ dây này, để anh cho uống thử xem nào. Hey. Ừ. Tí nữa. Uống tí nữa. Ừ. Không thực sự khát lắm. Bám chủ quá. Muốn quay một tí để cho ngắm cái mặt của nó tí mà cứ chủ đi đâu thì lại ra đây ngồi. À. Gần chủ thì mới được. Ok thôi được rồi, thế quay thế nhá.